Adam Kete Nitekasal Banat Om Yen Tieng, Tế Sát Mân Trái, Phật Thiên Ong Gập Hiếp Phật Chàng Ấm Phở Phục Rồn Lối, Nâng Chia Phật Thiên Krom Kà Nghệ Thả Nạ Chết, Cho Chui Khăn Tù Cốc, Nâng Adam Lý Chán Tù La, Phật Thiên Kà Nạ Mê Thư Vị Nây Phra Rí Chê Nà Chạc, Campuchia, Phrom Chư Mùi Lục Chìm Tiêu Chìu Pì Rôm, Sát Tha Phân Nắc Nây Kà Mê Thư Chông Kran Sọp Rõ Lực Tì Mập Phải Buôn, Rôm Chư Mùi Nâng Sọp Rõ Chùn Chìm Mê Thư Vị, Mần Mên Mê Thư Vị Nâng Krom Hôn Ai Kà Chùn, Bàn Rôm Khá Nghĩa ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកចំនួន100គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិទី6សង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2024 ឯកឧត្តមលីចន្ទុលាប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាចងក្រានសប្បុរសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2021នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជារងនៅជំងឺកូវីដ-19ខណៈពេលដែលបិទគប់ហើយក៏បានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលបានចែកជូន អារ៉ាមលីចន្ទុលាបានលើកឡើងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រទេសមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនខ្វះហូបដូចក្នុងរបបប៉ុលពតឬនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមនោះទេតែអាចស្ទើរឆ្ងាញ់បន្តិចឬអាចឆ្ងាញ់បានមិនសូវច្រើនពេលកម្ពុជាចងក្រានសប្បុរសមានគោលបំណងជូនឆ្ងាញ់មួយពេលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតរួមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសមួយចំនួន ក្រៅពីសួរសុខទុក្ខសម័យសម្ណានិងចែកអំណោយអារ៉ាមលីចន្ទុលាបានស្នើសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលអំណោយឲ្យចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍កម្មវិធីចងក្រានចំនួន3ទី1គឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងបញ្ជូនកូនចៅសមាជិកគ្រួសារឲ្យបានទៅរៀនឲ្យបានពូកែរៀនឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពពីខ្លួនទី2សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណសន្តិភាពនិងនឹករលឹកដល់គុណដល់ស្ថាបនិកនៃសន្
ហើយនឹងបានថែរក្សាសន្តិភាពមកដល់បច្ចុប្បន្ន Adam kete nitikasal bandat ao miyong tiếng miễn prasa kao sa sa chumpu Adam Lee Chantola prathien kana mê thư vi nai prah di chen aja Campuchia prom chumui luk chum tiêu chiu phê rôm sthapanak nai Campuchia chong kran sabra đại bản đặc nôm krom kang yi chi mê thư vi rôm chumui nâng sabra chun nai krom hôn ai kha chun khnong ka chok chui dal bong pon prachiparat khwak khan Adam kete nitikasal bandat ko ban chun nâu putapo bun praka kư ayu vanna sokha palea ban chun nâu po robo sambach song chun nat nu kư padek phene nâng po pi praka robo sambadi chu hun sain nu kư santapheem nâng ka apivot chun to dal krom ka nghe chong karan sabro krom ka nghe choh chui sangkat anya thô mul than krup chon thana nâng nea chô ruom tiang o cảm thấy ban bên trong tự đòi phía bị đi nâng snut snout chỉ tìm một chút chỉ muốn nâng nam nhẹ nhõm trên bị chết robot trên chụp rót nhẹ chỗ rốn tiếng mà rồi cứu xa tôi xem ra tôi bạn ban mặc kia thầm này chăm ban tìm muối o con sơn thì hiệp tìm pí nuông con nuông trái màu rin cho một chỗ rin bạn hãy tìm bấy chạy chui chạy rum lại bà ra nhóm sông khai nó con đom chắc chúng nuôi đã ban chui đo cứu xa nhóm dù khơi tha lo hay nhom rum phơi trên nông chết mà miền phải giàu chơi ra nó không còn cứ xa dương thời ca chăm bát nên là chỉ cần chơi khả năng dương cha hai cái sông o con đo chừng cần cha chừng cần sập đó để đo nư à ha nâng sập bát giang nên chỉ buộc nhom nên còn cứ xa cha con chơi អៃដាំសុកសុកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្នើសុំសមាគមទេសចរកម្ពុជាហៅកាត់ថាកតាចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាការស្នើឡើងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងសមាគមទេសចរកម្ពុជាកតាដឹកនាំដោយលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមកតានៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021 ដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកចូលជួបដើម្បីរៀបការពីលទ្ធផលការងារសម្រាប់បានកន្លងមកនិងស្នើសុំការគាំទ្រពីក្រសួងទេសចរលើសកម្មភាពការងារអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2021និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់របស់សមាគមទេសចរកម្ពុជា
Bạn tốt biết đáp rộng bài ca rộng bài xe mạc cúng, ai đóng rộng bản trái bản viết đồng lại của phố phí xe mất tập hợp xâm rạch bàn còn lòng mốc nâng khai ngâm nọ khôn đòi xe mạc cúng tế cho Campuchia đã bàn châu rùm giang xe cam chư mùi cổ xuống tế cho khôn ca xe đá nâng lượng xe tui vi sai tế cho Campuchia. Ai đóng rộng bản trái bàn lượng tất chất áo xe mạc cúng bàn tỏ xe cam hợp hiệp ca nghề rộng bạc luôn nâng xe nào xong ca châu rùm phí xe mạc cúng tế cho Campuchia ở bàn xe cam khôn nông cổng bạc xa phí bà xác xa tìm xa nâng sắp sai tế cho Campuchia. កិច្ចសន្ទនាវិជាសាស្ត្រទស្សនកម្ពុជាចំពោះការអរិះឡើងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសកលបានធ្វើឡើងនៅអរិយបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដោយអាយចដំបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចនិងអាយចដំបណ្ឌិតយ៉ងពើព្រមទាំងលោកជំទាវឡាវលីថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចិនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាវាគ្មិនបកស្រាយពន្យល់បង្ហាញ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាមានប្រសាសន៍កត់សរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ដល់គណៈកម្មការរៀបចំដែលមកពីក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមការសម្របសម្រួលរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាកិច្ចសន្ទនាវិជាសាស្ត្រនេះធ្វើឡើងសំស្របបំផុតដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងមានការអរិច្ចម្រើនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងការអរិច្ចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនមាន3ចំណុចគឺទី1គឺនយោបាយការបរទេសនយោបាយការបរទេសបានគ្រប់គ្រងទៅលើឆាកអន្តរជាតិបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនអំពីខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវទី2គឺប្រជាជនបានគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងលើពិភពលោកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនចិន បានបង្ហាញនៅវប្បធម៌និងចំណេះដឹងការចែករំលែកនិងទី3ការពាក់ព័ន្ធជាមួយមុខម្ហូបរបស់ប្រទេសចិននិងទី4ការពាក់ព័ន្ធជាមួយមុខម្ហូបរបស់ប្រទេសចិនដែលមានការអរិច្ចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចបានរំលឹកពីសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយរបស់ប្រទេសចិន គឺការអរិះឡើងរបស់ចិននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនាពេលនេះគឺស្របគ្នាទៅនឹងទស្សនៈមួយដែលបានលើកឡើងថាជាសតវត្សរបស់អាស៊ីឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិនគឺមានយូរមកហើយដោយបានកើតឡើងពីមេដឹកនាំគ្រប់ជំនាន់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងឱកាសនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័សរបស់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងការរួមចំណែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2024 បានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីវឌ្ឍនភាពការងារសម្រាប់បានត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2024 និងលើកទឹកដៅការងារអនុវត្តបន្តសម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ 1,500,000 ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តមអមរិត្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនដែលជាសិស្សនិស្សិតមកពីគ្រួសារក្រីក្រងាយរងហានិភ័យមានឱកាសសិក្សាយកជំនាញមួយពិតប្រាកដដោយឥតគិតថ្លៃដោយបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យឯកឧត្តមបាន
đại miền cột đại rùm cứ tìm mối ca phát đo nơi chùm niên đảm bây tụ bàn nơi ca nghe xóm rùm nâng ca phát có một rộp bó đào ai khuôn ái xâm đào ruông chùm náy nông ca cắt bàn thoi phiếp rơi cỏ nâng vi xâm hợp phiếp sẽ tự kết tìm bí ca phong rừng phiếp thôn nơi sẽ tự kết sẵn cúm chi bí xếp ra chia phá rốt rơi cỏ đại nghe rừng phó phá phó đại xa chùm ngư COVID-19 nâng vi bắt hai khai chiến cho là có đo sầm khán đã ai rung chùm nét chiến tư sầm rạch bán nơi các áp hiệp vọt bà tế bà gọp đòi chân lập hiệp.
tam ca bản chế pi độc sợi sầm rớt so chiết nếu chỉ cáp chiết than phù bạch chạy cái tay khát nâng chiết bạch thiên lệ khát cái cát than cân nặng cam mát cái bản đồ bản đa khát bản này đằng than là tập hợp sầm rạch bát rập bò cân nặng cam cá bản đồ bản đa khát nâng lệ khát cái cát than bạch chạy bản ní cứ sát than ấp rộm bản đồ bản đa bạch chi vé miền sơn cầm phong sắc xa sờ rộp chấm nuôn buồn rồi hà sập pin nè sợi mi chấm nuôn buồn rồi học sập nè con non nuôn miền sơn một pì cua xa cò muối cò pì nâng ban rong han đi phơi chấm nuôn pì rồi xàm sập rầm pin nè con non nuôn sợi mi chấm nuôn buồn rồi đâm bay rôm chấm này anh vót con nhiều bài phum không miền sập tập tiếp ao miền prosen tập tiếp anh thèm tiếc nâng sợp tam từ đào bông rừng sân từ sọc sân đạp thuốc ca bông rừng vi thiên ca thay đẹp xá sân từ sọc xa từ đường nét nâng nghít ngay tì đọc bảm bồn khai mịt nghít cho nam bí bó nập hợi bốn lục hạ mỏng hốn áp bị ba sọc tăng cốc chia bà thiên cả đạp bình chia ca ai gặp hiệp sọc bàn chạy xâm lý bồng bịa ai dần thán và chia ca bí chùm nôn hà sập bí nế chia ông nào ở rô bọc được cụ tôn bị xây bị trang Antica Watt cùng nộp có nâng sắp bảo vệ chốn nông không bổng rô sọc tăng cốc khát cùng bổng thông. Lục hạ mong hút, có bàn thay âm nọ con đo bởi cử nâng sắp bảo vệ chốn đã tăng tay cho rùm chú mùi ở rạch tà bàn sọc tiền thả vị ca nâng cầm lăng cái đâm bách phương cách ca một đứa thó nước khả nông sọc mình thay ảnh ảnh chắc nâng bất tử chạy. Bởi ông cho rùm giang sạc cắm, chị sẽ đánh nếp bê ní. Bởi ông có bàn ọc bật thông chị ai chẳng thân đo bóng phố rồi chiếc cà phì. Lục áp hiệp bàn sọc tăng cốp có bàn được làng đẹp thẻ. Bà chìa cà phía cư chìa niệm đại ai thay đại sát nơi xâm thị sọc xin đập thấp xa thị đền nét. Khi nông luật thán bà cọp đòi bà sẽ tập hiếp. Bước bà chìa cà phía cư chìa bà chìa bù rốt đại rốt nơi đòi bà tòa. Chù môi cọng cửa xá nơi bóng phôn khi nông phùm khùm. Hai bàn đừng cho bác, ông biết thân áp hiếp một rộp bó nâng cà rốt nơi đã sạch nơi chật bóng phôn. Lục hạ mong hút. Bạn phở ca còn sống xa, nâng lực thực chất đo bởi chiếc ca biệt tình ớt. Phở ca quan trọ nơi sẽ cầm hợp hiếp đo bởi xa, nông chăn tiện ở rung khí nếp áp thủy vốn. Nâng ca thay đại xa xoắn tiệm thiếp, cọng ca đặc nôm ở rộ bờ đi đoạt thập bị bác Campuchia. Nâng xôm ai bởi chiếc ca phía, rộm tiền bởi chiếc phở rốt tình ớt. Bạn phở ăn vọt con nội dụng bái phùm khôm xung cạch miền sử vật tập hiếp, nông bộ luật thán chơi riêng ở rộ hồn. Chúng mỗi khi này, bà chiếc cà phía bà nà rôm chùm này phát đo nơi đầm nâng mình phát rạc đầy đại bàn cạt láng nông bộ luật thán miền đổi chìa. Bọn là mơ cử đường nghiến, khả mệnh tùm nướng, đại phụ ơ xe mặt tạch cách công nọt mộc sinh nhá, nâng bằng cạp bát chìa bần tốt phỏng đài. Lục hạ mong hút, áp bì bà sọc tăng cốt, bàn phơ ca chặt tăng cho là nà cà phía xoan bì sốc, miệt tục thúm, rư hà thà bà chiếc cà phía. Khả nông cột đào bổng răng vị thiên đại ca để xác cà phê xoan tình sóc sẽ đập thập xa thị đền nét, nâng sự vật tập hiếp dùng cúm. Nâng phớ ca ảnh vật côn nử dụng bái phùm khôm xứng cạch miền sự vật tập hiếp và cọp đòi bà sẽ tập hiếp. Càn làng phí đón, chiếc bị xét, cư bóng phóc nơi xe mặt đầy trở lại chiếc, miệt tập phúm, rô bọc về chiếc phô rạch cực rút. Ôi chắc xa mở ký, nâng miền mà nè sẽ cà phố, khả nông sẽ cà mập hiếp cho rùm áp vót, nâng thay để xa xoan tình sóc nông mù lật thàn. Xâm rạp cọng bà chìa cà phía, có bàn xâm đáy như cái đầy ở rịch rí, đôi bát lực láng prom khả nhiệt thẻ. Và tụ bấy chìa phụ quát, mình miên phạm thẻ cà đầy, phần tái, nơi tại bình chất mạng chất cà phía xoan tỉ sốc, nông mù lực thác rô bọc phụ quán, đâm bấy ai bà chìa phụ rọt nực nông phúng, rốt nơi đôi mình phối bà rõm, xâm rạp tam côn nụ dụng bái rô bọc rì đoạt thập bị bà. ពតមានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាពតមានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា